chị, không chị. Ví dụ mình tự khư khư ở nhà thì này cũng ra rất nhiều. Phim này phim ngắn. Đau không cô? Lỗ tai thấy đau. Ừ. Cái này cũng to quá cả, nhìn kinh quá. Khó lắm.
được cái chi mẹ dạ nó được gì được. Ừ. Lạ lạ kìa. Nằm trong tay. Em thắt vai. Vâng. Lấy cái ra không được. Dạ. Hụt nó lấy cái ra không. Ra chứ, cả đóng luôn. Tiền phải ra thử. Sợ cô đau thôi chứ con. Một cục nhỏ nhỏ hơi đau. Quay nó đang phải không có quay. Quay nó. Hơi đau xíu. Trong cái cổ tay khó lắm. Chúng về cái tắt tắt chưa là không lá thôi chắc ăn trước đi. Đây 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 xíu chỗ này cái mũi hồi nãy chị chưa nè. Sợ cô chịu nổi hay không, nhỏ nhỏ tí thì
Nín thở chứ. Vậy thì tập trung ghê lắm. Thở phải... Cái này là tập thở nữa. Cái này lấy chỗ mua đây nhiều nhiều đây. Tìm đây. Cục này phê này. Cục này phê này này. Công nhận cô quá là siêu luôn á. Trước cho con nặng là nhiều người họ chịu không nổi. Ấy là cả tiếng là họ chịu không nổi rồi. Được mấy phút rồi hả? Cũng lâu rồi. Mày cả đêm đó luôn á. Là răng? Đau quá chịu không nổi luôn. Ngày qua dám bán thì đâu dám nói mà. Mẹ cũng đau. Bán khó chịu lắm á, bán chịu không được á. Bà đau rồi. Để đó. Ha. Bỏ đi lái cho bằng được. Thì lấy bà cái tậu. Chị, lúc đó nó không lấy chị. Chưa mấy cái cục chỗ này, chỗ này nè. Con vài con. Lấy luôn máu đông lại hai hiển chẳng sưng vậy ngày hôm nay đang sưng bữa nay không sưng không con bé chị ngày hôm qua sáng đi rửa mặt với mặt bình thường chỉ có giáo thôi chứ không có sưng mình đắp mặt rồi nó cũng đỡ rồi đó bình thường ý là có cái giáo mụn rồi vì ngọc trai Lê, bà cái đèn phóng qua đây mà chị phóng qua đi trở mặt này điều trị mới giai đoạn đầu là chắc hơi bị tà la đó nha nó sưng, sưng lên nhìn mụn là biết rồi chị có căng dặn không vì không chơi quá căng dặn vô cắm cái gì với tiền chơi quá đó Vũ nhìn chưa nhìn chưa biết quay không dự yếm không hả nhưng mà nó rồi đó không dễ đâu phải quen nữa Thank you.
khóc mà em nó đừng khóc. Chưa biết phê không. Thôi cái nó không có ra ra mụn nào mà ra má cần. Ok. Chọc hắn qua em được ta chửi đó phụ nghe. Ông làm như chó. Bình thường thôi chứ. Không, tối qua không thiệt mà.
cái 6 phút mình chỉ tốt mà hâu trời. Chắc Vũ đứng bên cạnh nóng đó. Nó chả thử. Ta hiện. Của cô 300. 300. Dạ. Hà đi chăn chó. Mắt ở đâu khác. Khóc nha. Không khóc mà lạ. Lòng là chữ khóc không chị? Chị, bà bị mất điện thoại bên bên quán rồi kìa. Tham đời. Nghèo còn gặp cái eo. Sợ ăn bay thầm. Thầm mình thích. Thấy cái chữ trong rõ ràng. Áo à Vũ. Không, em còn lại miếng thở đầy uống. Lao.
lì dã man.